Tiêu gia. Giữa ban ngày bằng mặt dám ngông cuồng giết người, có còn đạo lý nữa không? Ngũ đại gia tộc cái gì, liên minh trăm năm cái gì, theo ta thấy tất cả đều tiêu tan. Cả bộ con cũng không bay khỏi thành Ô Thản. Hay là tìm thêm vài cao thủ, tầm 20 người hoặc 30 người, chúng ta cùng nhau xông ra ngoài. Cái gì? Ngươi muốn kêu 100 người, 200 người xông ra ngoài, vậy thì cũng chết nhanh hơn thôi. Chúng ta bây giờ còn không biết kẻ thù là ai. Tiêu gia cho dù có sắp sụp đổ cũng không để mặt đám tiểu tốt đó ức hiếp. Tộc trưởng, ngài nói gì đi. Tuy là đấu khí chúng ta không cao, nhưng vẫn còn vài bộ xương già này. Đúng, không thể để người ta chê cười chúng ta được. Chính tháng 9 mà gõ cửa. Hả? Con cháu Tiêu gia gì? Đều vào mộ phần không biết. Bán quan tài đây. Chuyện gì vậy? Không biết gì tiền bối nào có thù oán gì với Tiêu gia ta, mời ra mặt nói rõ ràng đi. Tiêu tộc chủ có cần mua quan tài không? Nghe nói Tiêu gia tính mua quan tài. Xin hỏi tôn giá đại danh? Đấu khí của ngươi như vậy cũng xứng để hỏi tôn danh của ta? Mười lăm, 20. Quá thật ta không có nhiều quan tài như vậy. Các vị chịu khó một chút, để hai người dùng một chiếc có được không? Xin thỉnh giáo. Ôi. Càng khôn kiếm trong tài áo. Xem ra tiền bối là Vân Lam Tông thập tam điện trưởng lão Tiêu Chiến. Thật kính rồi. Kể ra ngươi cũng không mù. Còn biết đến Vân Lam Tông thập tam điện trưởng lão? Vân Lam Tông có 13 thần kiếm do 13 vị trưởng lão tu luyện ra, đã không hỏi chuyện thế gian từ lâu. Không biết Tiêu gia ta có gì đắc tội khiến ngài đại khai sát giới. Ta là chiếc vân thủ. Ngươi vào quán rượu trước cửa Tiêu gia giết hai đồ đệ của ta, ngươi giải thích thế nào? Bọn họ do thám cơ mật của Tiêu gia, mưu sát con cháu của Tiêu gia. Vân Lam Tông và Tiêu gia quan hệ hòa hợp, ta không muốn bởi vì mấy cuồng đồ đó mà hủy hoại liên minh chính nghĩa. Ta tự ra tay cũng là muốn giữ thể diện cho người. Nếu như lão tiên sinh đến truy hỏi cũng tốt. Giết người là Tiêu Chiến, xin mời tiên sinh ra tay. Chỉ có điều ngài đừng làm hại tới con cháu của Tiêu gia. Ngươi chẳng qua chỉ là tên phế vật. Giết ngươi rồi khiến ta bị chê cười. Ta phải giết sạch già trẻ lớn bé của Tiêu gia ngươi mới vừa lòng hợp ý của ta. Từ từ mà đợi, đừng vội chết sớm. Đúng là ngông cuồng. Sâu mênh mông, nàng mịt mờ, mộ địa điều hiu, nhuộm thấm mau đào. Tuổi xanh cũng sẽ tận, máu rồi cũng sẽ dời. Là đúng, là sai, quá Lam Tông hồ đi. Chuyện này tộc trưởng à, có chuyện gì vậy? Mấy người bọn họ đều là đệ tử của tôi, quá sợ hãi cho nên tự ý bỏ trốn, cuối cùng bị giết sạch. Lúc thi thể bị ném từ ngoài vào phủ vẫn còn ấm nóng. Có lẽ là 13 vị trưởng lão tới rồi. Lúc họ bỏ trốn có tới nói với ta, ta còn dặn dò họ phải đi chung với nhau. Thật không ngờ cũng không thể may mắn thoát nạn.
Tộc trưởng, là ông kêu họ bỏ đi sao? Nếu đã không thể giữ mạng thì còn ở lại làm gì? Tộc trưởng, không thể hủy hoại oai phong của lão tổ tông. Chúng ta phải cùng kẻ thù quyết chiến tới cùng chứ. Quyết chiến tới cùng. Oai phong của lão tổ tông là chuyện của lão tổ tông. Trong 100 năm nay, Tiêu gia chúng ta có đệ tử nào tài giỏi hay không? Cho dù ta vẫn còn đấu khí, ta cũng không thể ngăn cản được một chiêu của chiếc dân thủ. Con cháu của Tiêu gia, nghe ta nói, mau cởi y phục ra đi. Tộc trưởng, làm như vậy không được đâu. Nghe ta nói, không có gì là không được hết. Hai chữ Tiêu gia không đáng để các ngươi chờ chết đâu, có biết không? Bây giờ các ngươi cởi y phục ra, đi thành từng nhóm rời khỏi đây đi. Giữ mạng quan trọng hơn. Núi xanh vẫn còn đó, sợ gì không có củi đốt? Tộc trưởng, ông làm như vậy là giải tán Tiêu gia. Chỉ cần giữ được người, Tiêu gia mới có thể tồn tại được. Bóng tối giáng xuống. Tộc trưởng, ngũ đại gia tộc tàn sát lẫn nhau, thiên hạ này e rằng sắp kết thúc. Đi hết đi. Cởi y phục của Tiêu gia ra, đừng trở về đây nữa. Mạnh ai nấy trốn đi, mau lên. Một mình ta sẽ ở lại chờ bọn chúng. Mọi người nghe lời tộc trưởng đi. Đi đi. Giờ tôi vừa ngày vào nghỉ ngơi. Ông cũng đi đi. Lão gia, lão gia nhớ bảo trọng. Tiêu Chiến ta có tài đức gì lại có thể kinh động thập tam trưởng lão của Dân Lam Tông? Tối qua nam nữ già trẻ trốn khỏi Tiêu gia tổng cộng 133 người đều chết rồi. Thi thể xử lý thế nào? Lẽ nào Tiêu gia ta không mua nổi nhiều đó quan tài hay sao? Còn ngươi? Chết ở trên đất chim thú ăn, chết dưới đất thì côn trùng ăn. Tùy ý thôi.
Tiêu Chiến, sao đấu kỹ cát của Tiêu gia lại trống không như vậy? Nếu như Tiêu gia có đấu kỹ tuyệt đỉnh thì làm gì có ngày hôm nay chứ. Bị tên súc sinh kia đốt mất rồi. Tiêu gia, Tiêu gia chẳng qua chỉ được như vậy. Một tên phế vật như người không xứng lập vào Ngũ Đại gia tộc. Ha 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 ha